ba người xin tạ ơn Chúa bình an gia đình, tạ ơn Đức Mẹ. Cầu cho linh hồn Maria Anna Maria Francisco Xavier, hai linh hồn Phêrô, tổ tiên ông bà cha mẹ, linh hồn Antôn, Marta Joan Paulo, Maria Domenico, Margarita Maria, Du Xê cùng các đảnh linh hồn. Hy vọng chờ đợi của chúng ta, và cái hy vọng của chúng ta nếu không được Thiên Chúa đáp ứng thì luôn luôn chỉ là hoài vọng, ảo vọng. Nhưng mà Thiên Chúa đáp ứng, chúng ta không đón nhận thì cuộc sống của chúng ta mãi hoài là thất vọng, tuyệt vọng. Nhưng may thay, con Chúa đã làm người đúng như lời Chúa hứa, đó là bầu nhiệt nhập thể làm nên lễ Giáng sinh. Và các bài đọc lời Chúa hôm nay như muốn mời gọi chúng ta, muốn quy chiếu xoáy tâm hồn của chúng ta về chính cốt lõi của mầu nhiệm này. Và từ đó chúng ta thấy được ba câu hỏi mà ba bài đọc lời Chúa gọi lên, để qua đó chúng ta tìm được lời đáp trả. Trước tiên, đâu là cốt lõi Noel? Rồi Bethlehem hang đá nói lên nghĩa gì? Noel mời gọi đổi thay thế nào? Đâu là cốt lõi Noel? Thì công bố của các bài đọc, đặc biệt bài đọc sách tiên tri Isaiah cho chúng ta thấy, đó là vì lòng ghen yêu của Thiên Chúa mà Thiên Chúa đã làm nên điều kỳ diệu này, là đi vào trần gian qua con một của người để trở thành ông vua thái bình, người cha muôn thuở cố vấn kỳ diệu. Có Thiên Chúa làm người như lời Chúa hứa, và lòng ghen yêu bởi vì Thiên Chúa đã trót yêu con người, dựng nên con người để thông ban cho cuộc sống hạnh phúc của Chúa. Nhưng chẳng may con người qua tổ tông của chúng ta đã trót chối từ. Dẫu vậy, như Thánh Phaolô nói với chúng ta, dù ta bất tín bất trung, Chúa vẫn một lòng trung tín. Cho nên Chúa không phản bội với chính mình, bởi vì Chúa là tình yêu trung tín. Tình yêu ấy đã khơi gợi nên công cuộc cứu chuộc qua lời hứa từ trong sách sáng thế cho đến hành trình của dân Israel như tiên tri Isaiah loan báo, và người ở giữa chúng ta. Và sự kiện ấy đã xảy ra ở Bethlehem, làng quê của Nazareth. Và bài đọc phúc âm tin mừng, chính tình yêu là ánh sáng soi dẫn, chính tình yêu sẽ giúp đổi mới mọi sự, chính tình yêu Thiên Chúa đến đổi mới chúng ta, và tình yêu chúng ta dành cho Chúa cũng sẽ đem lại đổi mới, an vui cho cuộc đời, bình an cho cõi lòng của mỗi người. Cho nên kính thưa cộng đoàn, vinh danh Chúa cõi thiên đường khi người dương thế muôn phương chung nhà. Noel, Chúa ở cùng ta, cho người muôn nước sống là anh em. Vào đời Chúa chọn Bethlehem, lìa đời Chúa chọn chết trên đỉnh đồi. Đó là nguyện ước một đời giao hòa nhân loại, đất trời xê duyên. Chúa vào đời có Noel để tôn thờ mầu nhiệm nhập thể. Tôi tôi tin kính một Thiên Chúa là Cha toàn năng, anh chị em thân mến. Thiên Chúa đã ban cho nhân loại một đấng cứu tinh. Ngài là quà tặng tình yêu, là nguồn bình an, nguồn ơn cứu độ. Trong niềm hân hoan vui mừng lễ Chúa Giáng sinh, chúng ta cùng cảm tạ Chúa và tha thiết nguyện xin: Tôi ta mang đến cho các ngươi một tin mừng đặc biệt. Xin cho các Kitô hữu đêm nay biết mở lòng đón nhận ngôi lời Giáng sinh và hân hoan sống đức tin, để niềm vui Giáng sinh lan tỏa đến mọi người. Xin Chúa nhầm lời chúng con. Chúa Giáng sinh làm người, đem bình an hạnh phúc đến cho nhân loại. Xin cho hết thảy mọi quốc gia trên thế giới biết xóa bỏ hận thù, ghen ghét, nạn kỳ thị chủng tộc, màu da, tôn giáo, để mọi người được sống trong hòa bình, hạnh phúc. Xin Chúa nhầm lời chúng con. Hôm nay Đấng Cứu Thế đã sinh ra cho chúng ta. Xin cho các anh chị em không cùng niềm tin với chúng ta cũng được bình an của Chúa Hài Đồng lấp đầy tâm hồn, để họ sớm nhận biết Chúa và đón nhận ơn cứu độ của Người. Xin Chúa nhầm lời chúng con. Vinh danh Thiên Chúa trên trời, bình an dưới thế cho người thiện tâm. Xin cho mỗi người chúng ta được tràn đầy tình yêu, sự bình an của Chúa Giêsu Hài Đồng, để luôn biết hân hoan loan báo tin mừng tình thương của Chúa cho thế giới hôm nay. Xin Chúa nhầm lời chúng con. Lạy Chúa, qua mầu nhiệm con Chúa Giáng sinh, Chúa đã tỏ cho chúng con thấy tình thương lạ lùng của Chúa. Xin cho chúng con biết mở lòng đón nhận con Chúa và hân hoan loan báo tin mừng về mầu nhiệm nhập thế cho tha nhân, người hằng sống và hiển tri muôn đời. Anh chị em hãy cầu nguyện đây, lễ của tôi cũng là của anh chị em, được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận. Xin Chúa làm nghi lễ với tay Cha, để ta cùng tôn vinh danh Chúa và vô ích cho chúng ta cùng toàn thể hội thánh người. Lạy Chúa, xin thương nhận của lễ chúng con dâng tiếng trong đêm Giáng sinh này, và nhờ cuộc trao đổi kỳ diệu trong mầu nhiệm nhập thế, xin cho chúng con được nên dâng Đức Giêsu là Đấng đã phối hợp nhân tính của chúng con với thiên tính của Chúa trong chính bản thân Người, Người hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen. Chúa ở cùng anh chị em. Hãy nâng tâm hồn lên, chúng con đang hướng về Chúa. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Lạy Chúa là Cha Chi Thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc, thật là chính đáng phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Vì nhờ mầu nhiệm ngôi lời nhập thế, một luồng sáng mới từ vinh quang Chúa chiếu rọi vào tâm trí chúng con, để khi nhận biết Thiên Chúa xuất hiện hữu hình, thì nhờ người lối cuốn mà chúng con yêu mến Đấng vô hình. Vì thế cùng với các thiên thần và tổng lãnh thiên thần, các bệ thần và quán thần, cùng toàn thể đạo binh thiên quốc, chúng con không ngừng hát bài ca chúc tùng vinh quang Chúa rằng: Thánh Thánh Thánh, Chúa là Thiên Chúa các đạo binh, trời đất đầy vinh quang Chúa, toàn hồn Chúa trên các tầng trời, chúc tụng Đấng ngự đến nhân danh Chúa, toàn hồn Chúa trên các. Lạy Chúa, Chúa thật là Đấng Thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện. Vì thế chúng con nài xin Chúa dùng ơn Thánh Thần Chúa thánh hóa những của lễ này, để trở nên cho chúng con mình và máu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con, khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, Người cầm lấy bánh tạ ơn bày ra và trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thế thức ấy, sau bữa ăn tôi, người cầm lấy chén cũng tạ ơn, trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, màu giao ước mới và vĩnh cửu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin. Lạy Chúa, chúng con loan truyền Chúa chịu chết và tiếp sức Chúa sống lại cho tới khi Chúa đến. Vì vậy, lạy Chúa, khi kinh nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa, vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cận trước tôn nha và phụng sự Chúa. Chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con khi thông phần mình và máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu để kiện toàn hội thánh trong đức mến, cùng với Đức Giáo hoàng Phanxicô, Đức Tổng Giám mục Du Xê, Giám quan Tông tòa giáo phận chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin Chúa cùng nhớ đến anh chị em chúng con đang nghỉ trong niềm hy vọng sống lại và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho Thầy được vào hương ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con nài xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hương sự sống đời đời, cùng với Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse, 700 năm Đức Trinh Nữ, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại, và cùng với các ngài, chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Kính nhờ người, với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Amen. Vâng lên Chúa Cứu Thế và theo thể thức 10 giây chúng ta dám nguyện rằng: Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha và sang, nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin cho để chúng con sai chưa cam dỗ, nhưng cứu chúng con cho mọi sự dữ. Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ, xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến loạn. Đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô, Đấng cứu độ chúng con. Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của hội thánh Chúa. Xin nói thương ban cho hội thánh được bình an và hợp nhất theo thánh ý Chúa, Chúa hằng sống và hiển trì muôn đời. Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em. Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau. Lạy tri ân Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy tri ân Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy tri ân Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin ban bình an cho chúng con. Đây chiên Thiên Chúa, để đấng xóa tội trần gian, phúc trai được mời đến dự tiệc chiên Thiên Chúa. Lạy Chúa, con chẳng đáng Chúa ư vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời thì linh hồn con sẽ lành mạnh. Người đã đến, hầu mãi sau được cùng người hương phúc vinh quang, người hằng sống và hiển trị muôn đời. Chúa ở cùng anh chị em. Thiên Chúa vô cùng thiện hảo đã nhờ con của Ngài nhập thế mà xua đuổi bóng tối trần gian, và nhờ con của Ngài giáng sinh vinh hiển mà sáng soi đêm cực thánh này. Xin Ngài xóa tan bóng đen thật sâu ra khỏi tâm hồn anh chị em, và chiếu soi tâm hồn anh chị em nhờ ánh sáng nhân đức. Thiên Chúa đã muốn nhờ thiên thần loan báo cho các mục đồng niềm vui trong đài con Ngài giáng sinh đem lại ơn cứu độ. Xin Ngài đổ tràn niềm vui vào tâm trí anh chị em và làm cho anh chị em thành những người loan báo tin mừng của Ngài. Thiên Chúa đã dùng việc nhập thế của con Ngài mà nối kết đất với trời. Xin Ngài cho anh chị em được tràn đầy ơn bình an và lòng thương mến của Ngài, và xin Ngài làm cho anh chị em được giữ phần với hội thánh trên trời. Và xin phúc lành của Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần xuống trên anh chị em và ở cùng anh chị em luôn mãi. Kính thưa cộng đoàn, trong dịp lễ Giáng sinh năm 2022, Ban Tôn giáo Chính phủ, chính quyền tỉnh, thành phố, phường cũng như các đoàn thể đã đến thăm tòa giám mục, các nhà thờ trên địa bàn thành phố Nha Trang cũng như trong tỉnh gửi lời chúc mừng Giáng sinh xin chuyển đến anh chị em. Phần chúng tôi cùng với cha sở nhà thờ chính tòa, cha phó và thầy phó tế kính chúc anh chị em lễ Giáng sinh an bình và năm mới hạnh phúc. Merry Christmas and Happy New Year. Joyeux Noël et bonne année. Lễ xong chúc anh chị em đi bình an. Mom. Xin quý anh chị em trong các giáo họ và các đoàn thể, chúng ta tập trung thu gom tất cả ghế nhựa. Riêng phần ghế nhựa bên trái của lễ đài là phần ghế nhựa thuê, chúng ta để riêng biệt ra và chúng ta trồng lên những cái chồng độ cao vừa đủ để xe hơi sẽ đến và chuyển lên nhà thờ. Xin nhắc lại một lần nữa, xin mời quý ban giáo họ, quý phụ trách các đoàn thể và bà con giáo dân tham gia công tác vui lòng thu gọn ghế và trồng cao vừa đủ để xe hơi đến sẽ tập kết và chuyển về nhà thờ. Đêm Noel, đêm ta sẽ có chiếc bánh hòa bình cho trần thế. Đêm Noel, chúng con lên.